Dành cho các anh em trader muốn kiếm tiền nhưng lại ít vốn, có hai cách kiếm tiền về bot trading. Cách một là trực tiếp copy trade từ những bot có sẵn ở trên sàn. Cách này thì anh em nào quản lý vốn thật tốt thì hãy nên tham gia nhé. Mình sẽ ưu tiên đề xuất cách hay hơn, đó là tự tạo bot trading. Đây là các con bot copy trade trên sàn. Việc anh em cần làm là tự tạo các con bot như thế này để người khác vào copy. Khi đó anh em sẽ được chia sẻ lợi nhuận từ các giao dịch của họ. OKX đang có chương trình chia sẻ tới 30% tổng số lợi nhuận những người tham gia sử dụng bot. Còn nếu họ chơi lỗ thì mình cũng không phải gánh gì cả. Ví dụ với một con bot này, với PNL của người đăng ký bot là hơn 67.000 đô, thì chủ nhân của bot đã nhận về túi gần 20.000 đô, tương đương khoảng 500 triệu đồng. Đặc biệt là chi phí để tạo bot thì rất rẻ, chỉ cần 5 đô thôi là anh em có thể tiếp cận gần 1 triệu người dùng OKX trên toàn cầu. Để tạo bot thì anh em có thể chọn một trong các loại bot khác nhau ở thanh công cụ như thế này, rồi chọn Create để bắt đầu. Để bot của mình được đánh giá tốt và có thứ hạng cao thì cần phải 4 tiêu chí: có nhiều người theo dõi, có tỷ lệ lợi nhuận cao, lượng copy trade nhiều và mức sụt giảm thấp. Nếu anh em trader nào tự tin vào khả năng đi lệnh thì có thể thử nghiệm để có cơ hội x2 lần thu nhập nhé. Ngoài ra OKX đang có sự kiện tặng Bitcoin miễn phí cho người dùng mới với pool thưởng lên tới 10 Bitcoin. Những ai tham gia có thể lụm thêm 20 đô tiền tươi từ team 5 Phút Crypto nữa. Cách tham gia rất dễ, anh em tham khảo hướng dẫn chi tiết ở phần mô tả nhé. Vừa có thưởng vừa được giảm 20% phí giao dịch. Quá hời đúng không?